trôi, dần trôi, nắng mưa đã thay mây mùa. Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta với anh mỗi người một nơi. Rất vui được gặp lại các bác ở video clip giới thiệu các sản phẩm và tiết âm của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở chương trình video clip lần này em sẽ phối ghép giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc đến từ những thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Anh và từ Nhật. Và trước khi đi vào giới thiệu cụ thể về bộ cấu hình này thì cho em Liêm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc các bác luôn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây chính là bộ 3 sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến các bác ở trong video clip lần này. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa trước. Các bác nhìn thấy đây chính là cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy của Anh Quốc. Nói đến thương hiệu Tannoy thì các bác đều đã biết rồi. Đây là một cái thương hiệu audio rất là nổi tiếng, được những người chơi audio rất là yêu thích, đánh giá rất cao về chất âm của những dòng loa đến từ thương hiệu Tannoy. Các bác nhìn thấy đây chính là cặp loa Tannoy Sitelin HE. Nói đến dòng loa Tannoy Sitelin thì các bác đều đã biết nó có rất nhiều những mẫu CD khác nhau. Từ những dòng HV kép này, RV kép này, TV kép này, T2V kép, HE, SE, GR. Và các bác thấy mỗi một CD thì nó sẽ có sự cải tiến khác nhau. Và đương nhiên cái giá thành của nó cũng có sự khác nhau rồi, tùy theo cái sở thích cũng như là điều kiện kinh tế của các bác, để các bác có thể lựa chọn những cặp loa nào nó phù hợp với túi tiền cũng như là sở thích của mình. Còn đối với dòng loa Tannoy Sitelin HE thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 25cm. Và các bác lưu ý nhé, đối với dòng này thì nó sử dụng màng giấy và sử dụng gân xếp vải. Đấy. Từ những dòng HV kép, RV kép, TV kép và T2V kép thì các bác thấy những dòng đó thì nó cũng đều sử dụng màng giấy. Tuy nhiên thì nó lại sử dụng gân cao su. Sang đến dòng HE này thì nó lại sử dụng gân vải rồi. Đấy. Một sự cải tiến khác biệt về phần gân loa. Và các bác thấy về cách thiết kế của nó cũng đều sử dụng gông màu vàng như thế này. Đấy. Và các bác thấy ở phía trong lòng nó sử dụng một cái loa chép nằm trong lòng này, gọi là chép đồng trục, một cách thiết kế rất là quen thuộc trên những dòng loa Tannoy Sitelin. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái bảng vi tinh chỉnh, nó giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh giải cao cũng như là cái giải thấp tùy theo cái gu nghe của mỗi người, để chúng ta có thể điều chỉnh ở cái nút vặn này. Đấy, các bác nhìn thấy trên cái bảng vi tinh chỉnh này nó có Sitelin. Và hai bên thì các bác thấy nó được bố trí những cái lỗ thông hơi, được bố trí dọc kéo dài như thế này. Và ở mặt trước nó được bố trí một cái tấm e căng nữa. Đấy, nó đậy ra, tuy nhiên thì em cũng đã nhấc bỏ tấm e căng ra để cùng các bác sẽ đi quan sát về cái cấu trúc driver của nó ở phía bên trong được cụ thể hơn. Và theo cá nhân em thì khi các bác sử dụng cho mình những cặp loa như thế này, các bác bỏ e căng ra để nó khoe được ra như thế này, nhìn các bác thấy nó sang trọng, nó đẳng cấp lên rất là nhiều. Và sau đây thì em sẽ nói qua về cái thông số kỹ thuật của cặp loa Tannoy Sitelin để các bác có thể tham khảo về cái thông số của nó nhé. Trước hết nói về chiều cao thì cặp loa này nó có chiều cao lên tới là 85,5cm và chiều ngang của nó là sắp xỉ 40, 39,8cm, các bác có lấy tròn 40 cho nó dễ tính, và chiều sâu của nó là 36,8cm. Và mỗi một chiếc loa này có trọng lượng lên tới là 23kg trên một chiếc. Dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có độ nhạy là 91 dB và có công suất max lên tới là 225W trên một loa. Và đương nhiên đối với dòng loa Tannoy này thì các bác thông thường thì các bác hay ghép với những dòng âm ly bán dẫn như dòng Akufei, Luckman, rồi là những dòng các bác có thể chơi những dòng âm ly của Mark Intok, rồi là những dòng âm ly đèn. Đấy, các bác đánh rất là hay. Và đối với cặp loa Tannoy Sitelin HE với tình trạng đẹp zin như thế này, và các bác lưu ý nhé, đây là cặp loa có số CD trùng nhau, tức là nó trùng cặp, thì có mức giá là 75. Các bác thấy về thời điểm hiện tại thì hàng về có mức giá rất là tốt, trước đây thì có mức giá cao hơn. Tuy nhiên đợt này hàng về có mức giá thấp hơn thì em sẽ bán xuống thấp hơn. Các bác lưu ý là như vậy. Nếu như đợt nào mà nhập hàng cao thì bên cửa hàng của chúng em sẽ phải bán lên cao. Tuy nhiên thì đợt này nhập được đôi Tannoy Sitelin HE này về với mức giá rất là phù hợp. Cho nên các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo cho bên cửa hàng của chúng em để sở hữu cho mình một cặp loa rất là đẳng cấp đến từ thương hiệu Tannoy như thế này. Sản phẩm thứ hai thì các bác nhìn thấy em sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Luckman của Nhật Bản. Đây là chiếc âm ly đèn các bác nhá. Đó là chiếc âm ly đèn Luckman LX32U. Đối với dòng này thì nó sử dụng 8 bóng công suất L84, đem đến cái chất lượng âm thanh rất là hay. Xung quanh thì nó được bố trí bọc bằng vỏ gỗ, và mặt trước thì các bác nhìn thấy nó sử dụng mặt phai nhôm màu trắng, có rất nhiều các chế độ chỉnh cắt tỉa các tần số khác nhau. Đặc trưng của những dòng âm ly đèn thì các bác biết rồi, tiếng của nó rất là trong, sạch, nghe âm thanh rất là tĩnh. Và đặc biệt nó được kết hợp với những dòng loa của Tannoy nữa, nó đem đến chất lượng âm thanh rất là tinh tế.
Nói đến tano thì các bác nghe thấy chứ, âm thanh của nó rất là trung thực, chính xác rồi. Và nó lại được kết hợp bởi những dòng âm ly đèn như thế này nữa, đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và chiếc âm ly này thì nó còn nguyên cả thùng xốp thì có mức giá là 50. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy âm mượn tạm nguồn phát, đó là chiếc đầu CD Marzahn 11S1. Đây là chiếc đầu CD cao cấp dòng Super Audio, có mức giá là 26 triệu đồng. Thì nó cũng vẫn còn nguyên cả thùng xốp. Và như vậy thì các bác thấy ở video clip lần này thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ cấu hình này rồi. Và ngay sau đây em sẽ đi vào test âm để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Và cuối cùng thì các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Dòng đời trôi, dần trôi, nắng mưa đã thay mây mùa. Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió, thoáng đi qua chẳng đợi. Ta với anh mỗi người một nơi, gặp lại nhau. Giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Sâu xa có mấy khi được gần nhau, nếu ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu. Hàng cây này thay lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dòng. Rồi thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ phai nhòa. Đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi. Gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than khóc cho môi duyên bẽ bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Sâu xa có mấy khi được gần nhau, nếu ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu. Hàng cây này thay lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dòng. Rồi thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ phai nhòa. Đành nhìn nhau
quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi.